Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người quay trở lại với JP Home Cuộc sống Malaysia Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi đến một cái food court khá là lớn ở Yoho ha mọi người Ở đây có bán cả món Việt Nam nữa đó nha Đây, mọi người đã thấy cái thương hiệu của Việt Nam mình chưa Ở đây thì mọi người muốn ăn từ món Thái nè, món Nhật Bản, món Trung Hoa Hoặc là món của người Ấn Độ, người Malaysia đều có hết ha mọi người Ở đây không gian khá là rộng luôn mọi người ơi Mà được trang trí rất là đẹp luôn ha ở đây thì mình thấy có cái sân khấu này mọi người chắc có sự kiện gì thì người ta sẽ uh, có tổ chức người ta muốn hát uh, ca nhạc gì đó mọi người mình nghĩ vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến đây nên mình cũng không có gành nữa <laughs> ở đây thì khá là lớn nha mọi người nhìn là khu ngoài trời cực kỳ lớn luôn rộng và thoáng mát lắm luôn á mình thì đi ngang cái con đường này rất nhiều lần rồi mọi người nhưng mà không có dịp vào á. Hôm nay thì đặc biệt vào đây để ăn món Việt Nam ha. Mấy cha con thì đang chơi cái uh, quay cái trứng bất ngờ này nè, còn mình thì sẽ đi order món Việt Nam mọi người ơi nên phút đi nè mọi người thấy chưa. <laughs> Ủa ăn món Việt Nam thôi mà sao mừng đến vậy? Mọi người biết không, ngày xưa muốn tìm ăn những món Việt Nam ở Malaysia rất là khó mọi người ơi. Còn bây giờ thì đã có rất là nhiều nên mình rất là vui luôn mọi người. Thế là mình order một tô phở ha. Do là không gian ở đây khá rộng nên mỗi khi mà mình order người ta sẽ cho mình một cái số và một cái đèn như vậy, phát sáng nặng khi mà mình ngồi ở đâu thì người ta sẽ dễ dàng tìm đến mình được ha. Mình sẽ order mì ý cho dân với chuyên dễn. Ở đây nước thì mình cũng tự đi đi order hay mọi người à, Và mình sẽ tự phục vụ luôn ha Vừa mới ngồi xuống thì cái đèn này nó tít tít nè mọi người Thế là mình phải đi lấy cái đồ ăn cho dân với chuyên nghĩa mì ý Thì hai đứa chia ra Còn bạn hí thì sẽ ăn cái thịt trà ở bên đây Đây cái này là tô phở của mình nè mọi người Nhìn hoành tráng quá đúng không mọi người Ở đây thì người ta có cho gao để bên ngoài luôn nè Mình sẽ à, bỏ gao vào và nặng một ít chanh lên cho nó chua chua dễ ăn ha mọi người Mời mọi người ăn tối cùng gia đình JV hôm cuộc sống lại xa nha Hấp một cái là hương vị tràn về mọi người ơi <laughs> Nói chung thì phở ở đây ăn cũng khá là ok đó mọi người Nhưng mà đang ăn phở tự nhiên nghĩa sang cái thịt trà của ông, ông chồng mình nhìn ngon quá Nên mình gấp một cục mình ăn luôn Và công nhận ngon thật mọi người ơi Rất là mềm luôn, mềm đến nỗi mà xương nó khước ra bên ngoài luôn mọi Chấm với cái nước sốt mà có tỏi băm trong trọng với, với ớt nữa đó Cay cay, the the, the khá là ngon ha Bây giờ thì quay lại tô phở của mình Cái phần bánh quẩy á Ở trong tô phở không có đâu nha mọi người Cái phần bánh quẩy là bên phần thịt trà của chồng mình đó Mình xin qua ăn chung đó mọi người Nói chung là bánh phở ở đây ăn cũng khá là hấp dẫn ha Mình có gọi thêm một phần cá đuối nướng nữa mọi người Nhưng mà đây là lần đầu mình ăn nên mình cũng không có biết làm sao nữa Kiểu nó cay cay, rồi thịt thì cá thì cũng rất là tươi ăn với cơm thì cũng hấp dẫn nhưng mà ai không biết ăn cay thì cái này nó hơi bị cay quá đó mọi người giờ thì bye bye mọi người hẹn gặp mọi người clip sau nha nếu yêu thương gia đình Jay biết hơn cuộc sống mà lại xa thì mọi người nhớ like share và follow kênh ủng hộ mình với nha